Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Cứ đến mỗi cái dịp gọi là tháng 9 hàng năm ấy thì chúng ta lại có những buổi ra mắt sản phẩm mới của Apple, và cụ thể hơn thì đó chính là những chiếc iPhone. Tuy nhiên cái việc gọi là lộ những sản phẩm mới thì nó diễn ra gọi là từ đầu năm cho đến cuối năm, đến cái tầm ra mắt sản phẩm luôn. Và hôm qua thì mình có xem được một cái video gọi là một cái sản phẩm mới, một sản phẩm mà rất nhiều anh em iFan quan tâm. Và sản phẩm đó là gì thì chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay nhá. Intro. Cá nhân mình thì mình không rõ là trong nửa đầu 2020 liệu rằng Apple có giới thiệu cái sản phẩm mới đó hay không, và liệu rằng cái chiếc điện thoại bị lộ kia nó có đúng là một cái nguyên mẫu của một chiếc điện thoại mà rất nhiều người quan tâm và đang chờ đợi, đó chính là chiếc iPhone SE thế hệ thứ 2. Có rất là nhiều hình ảnh đã bị lộ trên mạng, những concept kiểu thế này hay là thế này. Tuy nhiên không. Mình sẽ cho các bạn xem một cái video ngay bây giờ. Qua cái video thì cho thấy cái chiếc máy bị lộ có kích thước thì theo mình ấy, nó ngang ngửa với chiếc iPhone X, và có bộ khung được vát kim cương theo kiểu những chiếc điện thoại iPhone 5S ngày xưa. Đây có lẽ là một cái điểm mà rất nhiều người muốn Apple làm. Và thêm nữa thì máy sẽ sở hữu một cái màn hình tai thỏ đi kèm với một cụm 3 camera sau, và cách bố trí rất giống với những chiếc iPhone 11 Pro hay là 11 Pro Max. Thêm nữa thì đó là cái việc mặt kính đằng sau được làm dạng mờ kiểu như là chiếc iPhone 11 Pro hay là 11 Pro Max ấy. Thì đây là một trong những cái điểm mà mình cực kỳ ưa thích, và mình rất là muốn các điện thoại cùng làm theo cách này. Và qua những hình ảnh ấy, qua những cái video bị lộ vừa rồi, thì các bạn nghĩ xem liệu rằng thiết kế của chiếc SE2 nó có như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến cá nhân phía bên dưới. Và đừng quên là bấm subscribe cũng như bấm chuông để mà theo dõi những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Ok ạ. Và qua những hình ảnh, qua những video... Ok.